Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay trên cao tốc Bắc Giang Hà Nội, đoạn qua thôn Diễu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, xảy ra vụ cháy ô tô khách. Vụ cháy khiến một phụ xe bị thương, chiếc xe ô tô khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Chiếc ô tô khách mang biển kiểm soát 12B00478 di chuyển từ bến xe Lạng Sơn chở theo 10 hành khách đi qua địa phận xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang thì bốc cháy dữ dội. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra khiến người đi đường lo lắng, sợ hãi. Thì thấy cháy bùng bùng lên rồi. Thấy cháy lên rồi xong mọi người lấy nước ở dưới kia múc lên nhưng mà chả giải quyết được cái gì. Khi phát hiện khói, lái xe đã chủ động dừng xe và tấp vào lề đường, đồng thời hô hoán hành khách thoát hiểm. Vụ cháy khiến một phụ xe bị bỏng ở tay. Lúc đó là đứa hành khách xuống trước bắt đầu chúng bốc xe đồ là chưa lấy cái gì nữa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ thì đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô khách và toàn bộ số hàng hóa của hành khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy cũng khiến tuyến đường bị tắc cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành phân luồng để đảm bảo giao thông.